Thưa bà con, Hậu Giang đang có mặt ở Bạc Liêu. Thì hôm qua lúc 14-15 giờ ngày 31 tháng 12 đó quý cô chú anh chị. Thì chẳng may hai chị em của là bé Ngọc Anh nè quý cô chú anh chị là 10 tuổi. Và bé Đăng Khoa là 8 tuổi. Rồi đi tắm hay là chặt chân gì đó quý cô chú anh chị, tại vì ở đây nghe kiểu cửa biển luôn đó bà con, cửa biển Bạc Liêu luôn, quá trời sót bà con ơi, gia đình rất là khó khăn luôn. Làm đám ở đây á là làm nhà của nội của hai cháu đó quý cô chú anh chị. Cha mẹ thì cũng có được cái nền nhà thôi, cũng không có ruộng đất gì hết trơn á bà con. Anh thì đi làm công việc là đi làm nghề biển, còn chị ở nhà là chăm sóc 4 đứa con nè quý cô chú anh chị. Hình như là sinh năm 1 không à bà con. Bé gái là chỉ có một bé gái, còn 3 bé trai. Quá trời tàu luôn bà con ơi. Đây là ảnh của cháu Khoa là 8 tuổi nha bà con. Cháu Khoa là học lớp mấy ạ? Lớp 2, còn bé Ngọc Anh học lớp 4 hả? Tại vì bà con biết không, ở đây ngay chân cái cửa biển luôn, rồi nước chảy xiết dữ lắm luôn. Nhưng mà may cái là mấy đứa bé là không có cho ra ngoài biển, tại vì cách biển là khoảng 20 mét là quý cô chú anh chị. Cho nên đó là nước lớn á bà con, rồi là nó không có cho ra ngoài, rồi cho vô trong á bà con. Đây là cáo phó của cháu Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 tuổi đó bà con. Anh chị có một bé gái một à, còn như là cháu trai ba đứa cháu trai đó bà con, mà nhỏ nhỏ không à, quá trời tội luôn bà con ơi. Đây là cháu Khoa 8 tuổi đó quý cô chú anh chị. Đây là mẹ của bé Ngọc Anh và bé Khoa nè bà con. Chị ơi gắng cố gắng lên nha chị. Dạ. Trời tội luôn à. Hai đứa nhỏ chạy chơi đâu mắc cái gì rồi chị. Gắng ăn uống gì vô nha chị ơi. Trời xót luôn bà con ơi. Anh chị nhà tuốt ngoài kia từ nhà của nội mấy cháu á, là đi ra nhà của anh chị là khoảng 400-500 mét. Là ở đó là gần nước không à quý cô chú anh chị, không có nhà cửa của ai hết trơn á. Đây là cha của cháu Khoa và cháu Ngọc Anh. Dạ. Xin chào anh. Anh đến chia buồn cùng gia đình này. Anh chị cố gắng lên để vượt qua nỗi đau này nha anh. Dạ, em cũng đang cố gắng mà không biết sao đây nè. Dạ. Mấy ngày này không biết đến sao đây. Biết được tính. Rồi hết rồi. Không dạ. Nào được gái không mà cũng lần lặng bỏ đi luôn. Quá trời xót bà con ơi. Hôm qua là lúc mà cháu hai đứa cháu mắc đó là lúc đó anh có nhà không anh? Không anh, em không có nhà. Em đi trong nhà của ông bạn á. Dạ. Dạ mới ngồi chơi chút xíu à. Thì thật hay gì đó. Ai trời biết luôn. Trong cái đó mấy cái máy điện thoại điện không có cái nào mà để đổ chuông hết. Dạ. Ở nhà đã dớt lên dính rồi, rồi báo mà báo điện thoại em thì đồng ý không dính rồi, mà em ngồi chung với thằng bạn với thằng em mà điện không có là đổ chuông luôn nữa. Trời ơi. Sao máy của thằng em nó cũng vẫn bỏ túi bình thường, lúc nào cũng điện ra điện cũng được hết trơn, mà ngày hôm qua là ở nhà điện vô là không có ba cái máy không có cái nào đổ chuông luôn. Dạ. Không hay không biết gì trên tới trần điện tới sau rồi là biết rồi, cái lời không có biết đêm trời trăng gì trên. Cái lúc vớt hai đứa bé là lúc đó là anh vậy là anh về tới là đã vớt rồi hả? Dạ vớt rồi. Thì lúc từ lúc vớt lên rồi mới điện rồi tới lúc về là mấy chục phút rồi. Dạ không có biết đường nào để tính.
Mình vớt được bé Ngọc Anh trước hay là bé Đăng Khoa trước anh? Hai đứa chung luôn á, cầm cặp bên luôn, rồi hốt luôn, tái luôn, hai tay hai đứa luôn. Thằng em, nhà thằng em xuống gần đó, nó hỗ trợ được, nó nhảy xuống liền vớt. Dạ. Từ chỗ nó nhảy xuống cách nhau có 4-5 mét là đụng hết rồi. Dạ. Mấy mét là đụng hết trơn luôn rồi. Là lúc nó chìm rồi. Dạ. Chìm mà chìm xuống đường rãnh luôn á, tại nó có cái lòng lạch sâu quá. Dạ. Nó chìm xuống đó mà sao mà tại sao nó vơ, sao mà đụng. Theo mình độ á, là chắc có lẽ là em vớt, à, chị vớt em. Dạ, anh có suy đoán gì không? Dạ, đúng, anh suy đoán chắc chắn ai cũng suy đoán cũng vậy á. Dạ. Thằng em xuống chơi trước khi trong đó khi nó chợt giò nó té. Thì nhỏ chị chắc nghĩ là nhỏ chị xuống cứu em. Dạ. Mà không chắc nó trơn á, rồi không có chỗ bám và nó nóng rồi tụt xuống luôn. Đó, tụt xuống luôn rồi chắc hai đứa chắc ôm nhau rồi chắc giật tới giật lui đường dãy mà. Dạ. Rồi mới trôi ra đó. Cái lúc đó thì nước dâng cao dữ không anh? Dạ, nước dâng cao. Gì đó? Dạ, nước dâng cao. Nước từ cỡ mét rưỡi nước lên. Rồi thường là anh đi làm công việc gì? Anh đi làm công việc gì? Thì nói chung thì nhà không có đất đai gì hết trơn, nó cũng có cái vỏ nhỏ mưu sinh ngày biển. Dạ. Cái ngày biển mà anh biết rồi, bữa có bữa không, rồi năm ba bữa ở không cũng chừng, bởi vì đâu có đủ thiếu gì để cho con đâu. Còn thiếu không thì đâu có đủ gì đâu. Dạ. Thì cũng là đã tạo rồi thì cũng gắng làm anh. Anh cố gắng làm lắm chứ. Bởi vì con đông thì ăn học bây giờ thì anh biết rồi. Dạ. Không tiền thì mấy con học sao được. Tại vì cố gắng bươn chải thì nó không có thiếu nữa thì cũng chạy dây chạy mượn. Dạ. Quá trời tội luôn. À, thường mấy đứa cháu có thường vô trong nhà nội này chơi không anh? Dạ, thường lắm. Dạ. Ngoan lắm. Đi học rồi gặp bất cứ lạ hay quen gì không biết, chào hỏi từ người hết. Rồi sao mà cái bữa đó là sao mà xui khiến, chứ đúng thường là trẻ con nhà có bốn anh chị em, nếu đi thì rủ nhau, nít nó hay rủ nhau lắm, nó đi một lượt mà sao mà đi có hai đứa nhỏ mà hai đứa lớn ở lại. Dạ. Bà nội đó là đi vô hết bốn đứa. Dạ. Một chút đó, rồi cả hai đứa lớn chạy về ngoài. Vậy đó hả chú? À, rồi bắt đầu chạy về ngoài chơi một chút. Dạ. Lớn là đâu ngoài á. Dạ. Hai đứa nhỏ vô con cứ đuổi về là tối rồi. Đó là ông nội nè. Dạ chú. Ông nội. À đây là, dạ dạ con chào chú. Dạ con đến đây con chia buồn cùng gia đình nha chú. Dạ, phạt đầu con. Chú ơi, lúc đó là chú khi mà hay tin là là chú có nhà, cháu mắc là chú có nhà không? Có. Dạ. Có mà nhà nói là ở ngoài. Dạ. Rồi anh em ta vớt lên thì chạy vô đây thì tôi ra mẹ nó chạy vô đây cho tôi hay thì có số người đó người ta giác hai đứa nhỏ chạy vô luôn. Dạ. Rồi tôi ở nhà này thì tôi lo, tôi vẫn lớn lo người ta sốc rồi mình móc họng ra thôi. Dạ. Nói chung là mình cũng vô là mình đầu tiên là mình sơ cứu trước hả chú? Cứu lại mãi rồi chạy vô đây sốc nước vô. Dạ. Cũng nhờ anh em ta đó. Từ ngoài đó mình vô đây có 300 nước chứ đâu. Dạ. Là nhà của anh chị Túc ngoài kia hả chú? Mấy 300 à. Phạt đầu con gì đó. Cách nhà tôi 300 không có nổi. Quá trời sốc luôn. Thường mấy đứa mà ví dụ cái ngày mà mấy đứa cháu không có đi học là có vô ông nội chơi thường không? Có vô đây thường không chú? Ngày nào cũng đi vô học đây, xe gửi đây nè. Dạ. Rồi học rồi về rồi xe bỏ đây rồi đi về ngoài. Dạ. Sao có thì hôm qua là cũng mấy đứa. Dạ. Cái gì mà sao mà nó khiến xui thì sao á? Nó ngạc nhiên có một cái là tôi thấy kỳ. Tại sao là nó đi hồi đó giờ đi bậy không à? Dạ. Bốn đứa vô ngược. Dạ. Tôi rất kỳ, khoảng 3 giờ mấy rồi có hai đứa em vô. Dạ. Vô tôi đang nhảy đất ở đây nè. Nhỏ nhỏ, cái là nó chạy lưng tưng, cái tôi nó thôi về dạ, con ơi. Thôi tối rồi, về đi, rồi ông nội bơi xuồng đi theo. Dạ. Đi theo cặp mé mương nè. Cuối cùng thì đi ra ngoài tôi đẩy cái cống á, lúc đó đẩy cống rồi tôi nghe la réo thì tôi sợ
chợ này nó ghéo hai đứa nhỏ, dạ, nó không có để ý là hai đứa lớn, dạ, tôi á, cái lòng tôi á, dạ, thì tôi nói là hai đứa nhỏ về tới nhà rồi, tôi bơi xuồng về, dạ, tôi về thì tôi nhảy lên tắm, tắm thì bắt đầu tôi không có mặc áo nữa thì tôi nghe, trời nghe thiệt, nghe tin hai đứa cháu gì rồi hết biết gì hết rồi chứ đâu có còn tâm trí đâu nữa. Trời tội luôn bà con ơi. Làm đám nhà của ông nội nó quý cô chú anh chị. Bà con thấy rất là xót luôn. Bây giờ nghĩ là mấy đứa trẻ này nè bà con. Thì bé trai á, có thể là do trượt chân. Tại vì cái chỗ đó rất là sâu bà con. Nó sát cái cửa biển luôn. Nếu mà nước dòng bà con thấy là nước đổ dữ lắm luôn. Còn nước lớn là nó lên khoảng tầm 1 mét mấy 2 mét nước. Đó. Cho nên nó là chị chắc là cứu em á bà con. Cho nên nó là hai chị em là dìm xuống đó luôn bà con. Bé gái là học rất là giỏi luôn quý cô chú anh chị. Ở đây bà con ở địa phương ở đây thì nói chung lại chia buồn cùng gia đình. Tại vì hoàn cảnh gia đình của anh chị hồi trước giờ rất là khó khăn, dạ. Dạ. Anh ơi như vậy rồi nữa mình định quả táng bé nghe là chôn anh. Chôn anh ơi. Dạ. Đem về bên cô ngoại nó chồng. Ở đâu? Ở đâu anh? Trong Châu Thới. Châu Thới hả? Dạ. Châu Thới đường vô đường Thạch Bác đó. Nói chân xã Châu Thới quẹo rừng Bấm A. Anh là anh tên gì? Dạ Tính, tôi Nguyễn Nhân Tính. Anh Tính mấy mươi rồi? Dạ rồi 42. 42 còn chị? Chị bốn chị mới có hai mấy chưa được 30. Chị chưa được 30 tuổi hả anh? Dạ. Bốn đứa con ha. Dạ. Vì em thấy cơ cỡ chắc là năm 1 không anh? Dạ. Năm 1 10 tuổi, đứa thứ ba là 8 tuổi. Hàng thứ tư là 5 tuổi, thằng nhỏ là 4 tuổi. 4 tuổi. Anh đi đặt cái gì ngoài biển? Nói chung thì mua sinh ngoài biển bắt được cái gì có giá trị là cứ bắt làm. Là đi suốt ngày nào anh, dạ, cũng đi hết hả? Phải đi. Không lao động thì nghỉ một ngày thì nó có gạo mà để ăn. Không như... cái tiền bạc đi học. Bốn đứa đi học hết không anh? Ba đứa à, còn đúng ra thằng 4 tuổi đúng ra học rồi. Tại không có tiền cho nó ngưng lên năm. Dạ. Đúng có là chuyện gọt không gửi cáo được rồi. Không thấy tội lắm. Quá trời luôn. Ở đây mà nước nó cuốn quá trời. Mà thường mấy đứa có hay có ra cái điểm đó mà tắm không anh? Hồi đó giờ nó chơi chỉ như khô không. Không có khi nào mà xuống nước hết trơn. Mặc đồ con gì đó hả? Dạ. Mà ngày hôm qua làm sao mà lại sao nước lớn mà nó sẽ dám xuống tới móng cầu là dữ lắm. Dạ. Thì đó giờ thấy nước là nó sợ vô đó, nó không bao giờ dám vậy đâu. Dạ. Rồi tôi nghiệp chị bây giờ chỉ ngồi chị thẳng thờ luôn. Chị ơi gắng uống miếng trà đường vô đi chị. Chị nghe lời em uống miếng trà đường vô đi, chị không ăn chị phải uống miếng trà đường, uống sữa gì vô chị. Bây giờ á, sự việc đã như vậy rồi, mình muốn thay đổi khác cũng không được đâu. Lúc này á thì chị hãy niệm Phật hồi hướng cho hai đứa con của chị, để hai cháu hương linh của hai cháu siêu thoát để mà luân hồi kiếp khác nha chị. Dạ. Quá trời tội. Cố gắng ăn uống vô miếng đi để cho nó có sức khỏe. Còn một đêm nay còn ngày mai nữa. Dạ. Hôm mà liệm anh ơi mà cháu nào liệm trước? Ngọc Anh hay gì nghe là Ngọc Anh liệm trước. Ngọc Anh liệm trước dắt mấy giờ anh? Ngọc Anh liệm dắt 10 giờ. Còn Đăng Khoa thì dắt 12 giờ. Đăng Khoa liệm dắt 12 giờ. Dạ. Trời sót luôn. Người ở đây quan tài mình có được địa phương hỗ trợ không nghe là mua anh? Trước khi là mình mua rồi đó. Dạ. Mình mua. Dạ. Dạ. Rồi sớm là có cái cán bộ ở huyện ha. Dạ, cán bộ ở huyện ha. Dạ. Rồi có vô là chỉ là xin vậy thôi, nói xin mà không biết được không. Dạ.
là ấy này kia cái nọ là nó hai cái hàng này được nó 7 triệu mấy à. Dạ. Rồi anh xin 7 triệu. Dạ. Anh chuyển về xã đang xin vậy đó rồi không biết tại sao anh chuyển, nhưng mà có chuyện có cho có tặng thì này kia cái nọ là bên xe xã đem qua. Dạ. Vì thì được quý mạnh thường quân giúp đỡ gì thì anh chị cũng đỡ phần nào. Dạ, là anh mới nói vậy đó rồi anh cuối cùng mới nói với anh xin vậy đó để cho cái chi phí để còn lo này kia nọ mạnh thường quân cũng ra tay giúp đỡ. Dạ. Cũng nhiều lắm. Hậu Giang cũng rất mong Hậu Giang ghi hình lan tỏa yêu thương đến quý mạnh thường quân xa gần để có thể giúp đỡ được cho anh chị, tại vì anh chị rất là khó khăn. Quý cô chú anh chị, 4 đứa con mà ra đi một lượt 2 đứa rồi, bây giờ còn 2 đứa rất là nhỏ luôn, chỉ có anh đi làm thôi. Mình đi mình chạy cái ghe lớn hay là cái vỏ anh? Cái vỏ nhỏ anh. Thật đồ con gì đó hả? Chạy ra biển luôn? Dạ, ra biển nước cạn đậu đó làm kia nọ lật giặt cho nên là nước lớn chạy vô. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô thì sao là với 2 đứa cháu giờ cô? Bà nội hả cô? Dạ. Dân cố gắng lên nha cô. Dạ. Nhìn thấy cảnh này không ai kìm được mắt hết, nước mắt hết quý cô chú anh chị. Thì Hậu Giang đi xuống dưới này, Hậu Giang ghi hình cái phía dưới sông này cho bà con coi là gần cửa biển dữ lắm luôn. Đây nè, cái cửa biển, cái cầu này con xuống được không dạ chú? Ok, được. Dạ dạ. 3 tháng thì được 3 tháng rồi. Dạ dạ không, con nhẹ. Thế bà con, cho nên là 2 đứa bị chìm xuống rồi là cứ nắm níu nhau rồi ra đi luôn quý cô chú anh chị. Nhà cha mẹ của mấy cháu là cặp mé biển ngoài luôn đó bà con, chỉ có nhà đó thôi chứ không, nghe bà con nói là không có nhà của ai chân, chỉ có nhà cha mẹ mấy cháu không à. Dạ dạ con cảm ơn chú. Dạ 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 được dạ. Cái từ bên đây. Dạ con chào chú làm sao? Ông ngoại. Chú là ông ngoại hả? Dạ dạ. Rồi chú ở đâu? Ở Sóc Trăng. Dạ chú bước xuống rồi chừng cái bậc đó chú. Dạ dạ. Rồi là từ đây qua bảnh mà tới mà đi chú tới chỗ mà chung 2 đứa cháu là khoảng là bao nhiêu cây số vậy chú? 30 cây. 30 cây số hả? Dạ. 30 cây. Rồi quê ông cấp. Dạ. Từ lúc ngày hôm qua hay tin mà 2 đứa cháu vậy, chắc khi mà điện chắc chú không tin đâu hả chú? Dạ chú không có tin, là nói không có lẽ mà 2 đứa này nó lớn rồi nó đâu có đi kiểu này. Mà điện nghe nói rồi, là tôi nghe nói rồi là nói 2 đứa, nó hỏi mấy đứa là 2 đứa cái là tôi xỉu liền. 2 đứa một người, một 2 đứa không còn cái lương tâm nào hết trơn. Dạ chú ngồi đây đi chú. Tội quá trời tội luôn. Một lần nó 2 đứa là không còn lương tâm nào hết trơn. Thôi một đứa không nói, nữa, hai đứa lớn ngoan nó đi học nó hiền, ai cũng khen hết trơn. Dạ. Học nó hiền hậu ngoan ngoan. Dạ. Thôi tôi nè, tôi năm nay cũng 70 tuổi, tôi ở ngoài nó phải cho tôi chết thế, 2 đứa cháu tôi đi, trời ơi trời, tôi sống làm gì nữa. Để cho 2 đứa cháu tôi nó đi theo, trời nếu mà chỉ uổng quá nè trời. Thường này chú có xuống đi thăm cháu ngoại không? Dạ chú qua. Dạ. Có chừng 5-7 tháng, có khi năm mất điện xuống rồi là đứa lớn á. Mi nó là ngoại ơi, bỏ rượu đi ngoại, thì uống rượu ngoại ơi, trời đúng nguyên. Này là dạ, là cháu Ngọc Anh đó hả? Dạ, cháu lớn chú... nhỏ con gái á. Dạ. Cháu Bi lên Bi Ngọc Anh đó. Sao ngoại đừng uống rượu nó bỏ rượu đi ngoài xuống đây thăm lần nào nó cũng nói vậy chứ. Rồi nó điện nói với gì nó gì ba nó ở ngoài nó gì ơi con học giỏi lắm tết này gì về rồi trên tiền gì mua cho con chiếc xe đạp con đạp đi học gì nó chưa về tới nữa nó bỏ đi rồi trời ơi
Rồi nó gắn giống ra Tết thì cho gì nó về gặp mặt. Hôm nay là năm mới luôn rồi. Dạ. 1 tháng 1 thì quý cô chú chị. Không còn yên tâm nào nữa cho trời ơi. Xin lỗi cô bác anh chị mạnh thường quân ơi, 2-4 người cháu được tôi cưng lắm thiệt này. Mà tụi cháu ngoại cháu nội cũng nhóc có chừng cả chục đứa, mà có mình anh có đứa hai cháu ngoại, còn đứa cháu ngoại một mà đứa gái bây giờ nó bỏ ông ngoại nó đi, không còn muốn sống gì nữa thiệt này. Nói thì tiếng quá đáng cho người Việt, tôi về nhà chắc cũng nhớ tôi uống dâu cái tự quá. Chú gắng cố gắng lên chú ơi, bây giờ nhiều khi á là hai đứa cháu của chú á tới đây cũng là hết duyên làm con cha mẹ của hai cháu rồi, và hết duyên làm cháu của chú rồi, thì bây giờ chú thương cháu của chú thì chú hãy niệm Phật hồi hướng để cho hai hương linh của hai cháu siêu thoát để mà luân hồi kiếp khác nghe chú. Chứ chú đừng có suy nghĩ cái chuyện gì khác nghe chú. Gia đình mình như gì là rất là đau lòng rồi. Dạ. Chú cố gắng để vượt qua cái nỗi đau này. Thưa cháu gái mình như vậy nữa thì gọi còn biết sống làm gì nữa, già cả hết sống thôi, không cần sống theo cháu luôn. Đưa cháu gái một mà. Nội ngoại có đưa cháu gái à. Trời tội. Đây là hai cái cặp của hai đứa đi học rồi bà con. Chờ sót với cô chú anh chị khi nhìn thấy cái này không thể nào kìm được nước mắt của cô chú anh chị. Dạ, Hậu Giang cảm ơn quý cô chú anh chị, bà con xa gần đã gửi lời chia buồn cùng gia đình. Dạ. Hồi sáng em vô á chị, em vô rồi thấy cha của bé ngồi chính giữa hai cái quan tài mà em thấy không chịu nổi luôn. Đây gió quá, gió bởi vì đèn tắt hoài à. Chờ tội bà con này. Anh ơi, đi ăn một miếng cơm đi anh á, phải bây giờ phải gắng ăn. Ăn rồi mấy con uống sữa, có sữa gì quậy cho anh uống đi chứ anh chị không ăn uống gì trơn. Trời ơi, không ăn rồi kiệt sức sao nổi anh. Từ hôm qua tới nay rồi. Sữa hay quậy trà đường gì chị, gắn ăn uống gì uống sữa vô đi chị ơi. Tội nghiệp mẹ của hai cháu quý của chú anh chị, là chị ngồi đâu chị thẳng thờ đó luôn. Ông ngoại ăn không nổi rồi. Dạ. Tội nghiệp mẹ của hai cháu quý của chú anh chị ngồi đâu là chị ngồi nín thinh đó luôn. Gắn ăn vô miếng gì đi ông ngoại ơi. Ăn đi chú. Dạ. Còn đêm nay rồi ngày mai nữa, đưa tiễn hai cháu nữa. Mình nói cho chết cho theo hai đứa cháu đi rồi. Thế nhiều anh nổi rồi, bây giờ tự dẫn tại đây. Lúc mình đợi đứa cháu lại. Hậu Giang với tôi ạ. Dạ. Vì Hậu Giang cũng xin kết thúc luồng live tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị bà con xa gần đã gửi lời chia buồn cùng gia đình.